6 dự báo mới nhất của nhà tiên tri Dato Anthony Chung cho nửa cuối năm 2023, từ tháng 8 đến tháng 10. Điều gì sẽ xảy ra vào nửa cuối năm 2023? Lũ lụt, mưa đá, nhiệt độ thấp hay những cơn bão tuyết? Nửa đầu năm 2023 có thể nói là hết đợt thiên tai này đến đợt khác, đủ loại thời tiết khắc nghiệt khiến người dân vô cùng lo lắng. Tuy hàng năm thiên tai vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng chưa bao giờ liên tục và bất ngờ như hiện nay. Cách đây vài năm, một nhà tiên tri đến từ Malaysia đã đưa ra 14 dự đoán cho năm 2020, và kết quả là 12 trong số đó đều được dự đoán thành công. Điều này cũng khiến ông trở nên nổi tiếng và được mệnh danh là người có nhiều lời tiên đoán nhất thời hiện đại. Ông ấy nói rằng, vào nửa cuối năm 2023, tam nguyên cửu vận đang đến. Lúc này sẽ có một cuộc khủng hoảng lớn. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Mọi người đều quen thuộc với nhà tiên tri đến từ Malaysia này. Ông ấy tên là Dato Anthony Chung, và ông ấy cũng là một nhà tiên tri nổi tiếng lẫy lừng ở Malaysia. Theo ông, sở dĩ ông có thể dự đoán được một số sự việc sẽ xảy ra là do ông ấy đã quan tâm đến triết học, số học tôn giáo, tư duy, tâm linh và những cuốn sách khác từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, ông cũng bắt đầu đọc kinh dịch, bói toán và những kiến thức liên quan đến tâm linh khác, tích hợp nhiều triết lý hiện đại và trở thành một chuyên gia siêu hình học nổi tiếng. Trên thực tế, từ cuối năm 2022, Dato Anthony Chung đã đưa ra nhiều dự đoán về năm 2023, chẳng hạn như thiên tai, thảm họa do con người tạo ra và trí tuệ nhân tạo. Nhưng lần này, ông chủ yếu đưa ra các dự đoán về nền kinh tế, thảm họa và công nghệ trong nửa cuối năm. Trong nửa cuối năm 2023, ông đưa ra 6 dự đoán lớn. Dự đoán đầu tiên là về trí tuệ nhân tạo. Ông cho rằng, vào tháng 2 năm 2024, loài người sẽ bước vào vận mệnh thứ 9. Nửa cuối năm nay là giai đoạn quá độ, bởi vì nó chắc chắn sẽ dẫn đến những điều chỉnh và sẽ có sự thay đổi lớn về công nghệ. Và sự thay đổi này rất có thể là do sự ra đời của trí tuệ nhân tạo, ChatGPT và một số nhà cạnh tranh khác. Đây tưởng chừng như là tiến bộ xã hội, nhưng vốn không phải là một điều tốt. Xét cho cùng, sự ra đời của công nghệ ChatGPT sẽ đẩy quá nhanh trình độ tự động hóa của các ngành công nghiệp khác nhau, và kết quả là một lượng lớn công việc sẽ bị thay thế, thậm chí có thể gây ra làn sóng thất nghiệp mạnh mẽ. Chính vì điều này, Dato Anthony Chung mới cảnh báo mọi người rằng sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo là con dao hai lưỡi. Nó có thể thúc đẩy sự phát triển của con người và cũng mang lại một số tác động tiêu cực cho con người. Nhưng chúng ta không thể ngăn chặn nó, vì nó thỏa mãn sự khám phá và nâng cấp tư duy của con người. Lời tiên tri thứ hai là về nền kinh tế. Dato Anthony Chung nói rằng, chắc hẳn ai cũng cảm nhận được, kiếm tiền ngày càng trở nên khó khăn. Và một số chuyên gia dự đoán rằng, vào năm 2023, cả thế giới sẽ rơi vào cuộc đại suy thoái và lạm phát cũng sẽ tiếp tục. Cả thế giới rơi vào thời đại suy thoái, chứ không riêng gì quốc gia nào. Giá năng lượng cũng bấp bênh, giá lương thực cũng không ngừng tăng cao. Tất cả những điều này đang làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái của nền kinh tế thế giới. Cũng như hồi tháng 3, một ngân hàng ở Mỹ đột ngột phá sản, mà tất cả những điều này mới chỉ là bắt đầu, chỉ là một ngòi nổ. Ông ấy cho rằng, từ tháng 8 đến tháng 10, bong bóng kinh tế thực sự có khả năng cao sẽ nổ tung. Hy vọng mọi người có thể cẩn thận chú ý. Ngoài ra, ông còn nói, còn có phi đô la hóa. Về vấn đề này, Dato Anthony Chung cho rằng, trong năm nay, dù là đồng minh của đồng đô la Mỹ hay một số quốc gia ở châu Phi và châu Á đều sẽ gia nhập vào một cách ồ ạt. Sở dĩ nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do nước Mỹ đột ngột đóng băng tài sản và ngoại hối của một số người giàu. Điều này khiến cho rất nhiều người lo lắng. Cũng vì thế mà rất nhiều người tham gia vào để chống đô la hóa. Lời tiên tri thứ ba là thiên tai. Chúng tôi cũng đã từng đề cập thông tin tiên tri của hai nhà tiên tri là Adnan và Frank về môi trường tự nhiên. Nếu chưa đón xem, mọi người có thể xem bên dưới phần mô tả của video này. Dự đoán Anthony Chung vô tình cũng trùng khớp với hai nhà tiên tri. Theo ông, năm nay thế giới sẽ xảy ra ngày càng nhiều thiên tai, như lũ lụt, hạn hán, nắng nóng gay gắt, và sẽ còn tồi tệ hơn kéo dài đến năm 2024. Tác hại đối với con người cũng sẽ rất lớn. Chúng ta cũng đã dần cảm nhận được những điều này đang xảy ra. Từ đầu tháng 8 tại Trung Quốc, liên tục xuất hiện lũ lụt khủng khiếp, thậm chí ở cả thủ đô Bắc Kinh, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Trong những tháng nửa đầu năm nay, chúng ta cũng đã gặp nhiều thiên tai cực đoan như hạn hán, tuyết rơi dày đặc đầu năm, mưa đá, gần đây đã gây ảnh hưởng rất lớn đến các quốc gia xảy ra thiên tai.
Theo các nhà khoa học, năm 2023 sẽ xảy ra hiện tượng El Nino. Đây sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử. Dato Anthony Chung cũng giải thích về điều này. Ông nói rằng do năm nay là năm Quý Mão, điều này cũng có nghĩa là chúng ta đã tiến vào vị trí chính cung. Cái gọi là chính cung chính là một chiêm tinh trong bát quái. Nó đại diện cho ý nghĩa của sự thay đổi dung chuyển. Vì vậy, trong nửa cuối năm nay, có thể xảy ra một số trận động đất tương đối lớn, thậm chí là sóng thần. Đồng thời, ông cũng nêu chi tiết những địa điểm có khả năng xảy ra nhất là Colombia, Ý, Nhật Bản, Indonesia, Mexico và Chile. Về sóng thần, ông cho rằng có khả năng xảy ra một trận sóng thần lớn ở Nhật Bản và cả phía tây nước Mỹ, trong khi mưa lớn và lũ lụt nhiều khả năng xảy ra ở Peru, Slovakia, California, Châu Phi và Úc. Đối với thảm họa do con người tạo ra, ông cho rằng một số xung đột vào năm 2023 sẽ trầm trọng hơn. Nếu không cẩn thận, sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ đây là một sự ẩn ý cho tình trạng chiến sự tại Nga và Ukraine. Lời tiên tri thứ tư liên quan đến dịch bệnh, đó là bệnh cúm. Dato Anthony Chung nói rằng bệnh cúm năm nay sẽ bùng phát trở lại. Loại virus corona mới sẽ yếu đi trong đợt bùng phát này, nhưng cũng có nhiều bệnh cúm hơn, chẳng hạn như cúm gia cầm. Nghe có vẻ không quá nguy hiểm, nhưng nó lại phát triển và lan rộng một cách khủng khiếp. Virus năm nay rơi về phía đông nên sẽ xuất hiện ở một số quốc gia phía đông. Mặc dù WHO cho biết virus này sẽ không lây từ người sang người và cũng không lây lan ra toàn cầu, thế nhưng chúng ta vẫn cần phải cảnh giác. Sự xuất hiện của biến thể virus corona mới cũng khiến mọi người sợ hãi. Ông còn nói khá chi tiết về tình trạng của những người mắc bệnh, như một số người sẽ bị viêm kết mạc, tức là mắt sẽ đỏ và nhiều những triệu chứng khác. Thật ra 3 năm trước, ông ấy cũng đã từng nói loại virus này sẽ không bị tiêu diệt mà sẽ ngày càng phát triển và lây lan nhanh hơn. Dần dần chúng sẽ cùng tồn tại với con người, giống như những căn bệnh khác. Đây cũng chính là quy luật tự nhiên. Trong tương lai, sức mạnh hủy diệt của dịch bệnh sẽ dần trở thành mối đe dọa đối với tính mạng con người. Điều này dường như đã trở thành một xu hướng. Lời tiên tri thứ 5 mà ông nói là một cuộc khủng hoảng lương thực. Ông cho rằng vào năm 2023, cuộc khủng hoảng lương thực sẽ càng ngày càng gay gắt. Nhiều người sẽ phải mua thực phẩm đắt hơn và nạn đói có thể xảy ra ở một số khu vực. Chúng ta thường nhìn nhận khủng hoảng lương thực theo cách nhìn một chiều. Suy cho cùng, chúng ta không thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng hãy nhìn ra thế giới. Theo một số thống kê, 720 triệu đến 811 triệu người trên thế giới sẽ đối mặt với nạn đói vào năm 2023, cao hơn gần 1/3 so với năm 2022. Và tất cả những điều này là do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những vấn đề trong việc xuất khẩu một lượng lớn năng lượng hoặc thực phẩm giữa hai nước. Trong cuộc chiến tranh này, dù là bên thắng cuộc hay thất bại, thì nền kinh tế cũng gần như bị suy thoái trầm trọng, có thể sau vài thập kỷ mới có thể hồi phục. Nhưng xét theo tình hình hiện nay, tình trạng này chưa thể giải quyết xong vào năm 2023. Điều này nhất định ảnh hưởng đến lương thực và năng lượng, có thể kéo dài đến cả đầu năm 2024. Hơn nữa, thời tiết năm nay diễn biến rất bất thường, nhiều loại cây trồng đều bị ảnh hưởng, vì vậy thu hoạch mùa màng sẽ giảm sút. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân gây khủng hoảng. Đối với lời tiên tri thứ 6, Dato Anthony Chung nói rằng đó là một cuộc khủng hoảng năng lượng. Chắc hẳn các bạn đã xem một số tin tức liên quan. Dato Anthony Chung cho rằng đến năm 2023, tình trạng này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Do giá khí đốt tự nhiên ở nhiều quốc gia tiếp tục tăng, vấn đề năng lượng sẽ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cho dù đó là khí đốt tự nhiên, dầu thô hay dầu ma rút, giá cả đều sẽ tăng chóng mặt, nhưng nó cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của năng lượng tái tạo và năng lượng xanh. Vì vậy, đây cũng là một con dao hai lưỡi. Dato Anthony Chung cũng đề cập rằng năm nay là năm cuối cùng của đại vận động trái đất. Vì vậy, năng lượng của lửa đã bắt đầu nóng lên dần. Nó bắt đầu cháy và thể hiện trạng thái năng lượng lửa rất lớn. Chẳng hạn như vào tháng 2 năm nay, một đoàn tàu chở đầy hàng hóa nguy hiểm ở Ohio, Hoa Kỳ đã phát nổ và ngọn lửa kéo dài 2 ngày. Một ngôi đền ở miền trung Ấn Độ bị sập trên diện rộng. Nhà hát ở Illinois cũng bị sập và vụ va chạm của hai toa tàu ở Hy Lạp cũng bốc cháy trên diện rộng. Một bãi đậu xe ở Manhattan, New York cũng bị sập vào tháng 4 năm nay. Và ông tin rằng vụ nổ năng lượng do nhiều tòa nhà sụp đổ và nổ tung trong năm nay cũng gây ra rất nhiều hậu quả đối với tính mạng của người dân. Đây được gọi là trạng thái tức giận. Sự tức giận này là do một cảm xúc bị kìm nén lâu ngày. Sự bộc phát cảm xúc bị kìm nén lâu ngày và nó tượng trưng cho ý nghĩa của chiến tranh. Vì có nóng giận sẽ có tranh chấp dẫn đến chiến tranh. Chiến tranh xảy ra
đồng nghĩa với việc xung đột sau này sẽ gia tăng rất nhiều. Ví dụ, vào ngày 15 tháng 4, xung đột vũ trang ở Sudan đã xảy ra, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Và hai vụ nổ đã xảy ra tại kho đạn dược của một trung tâm chống khủng bố của cảnh sát ở Pakistan vào tháng 4. Đồng thời, năm nay sẽ có nhiều khu vực hơn, tư duy nhóm của con người sẽ có sự lật đổ rất lớn. Những thay đổi và cách suy nghĩ mới sẽ gây ra những làn sóng khác nhau trong xã hội. Tức là những cuộc nội chiến và mâu thuẫn trong cùng một quốc gia. Nguyên nhân cũng là do sự tức giận gây ra. Bởi vì khi đối mặt với khủng hoảng kinh tế và các loại áp lực cuộc sống, loại tức giận này nhất định sẽ nảy sinh. Suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng, giá cả tăng cao, nguồn cung khan hiếm nên đời sống con người gặp nhiều khó khăn. Tất cả họ đều sẽ nổi giận. Nói đến năng lượng tự nhiên của lửa lan rộng đến khí hậu, cùng với gió và lửa năm nay, một vòng đối lưu tương đối tròn được hình thành và sẽ có nhiều kiểu khí hậu khắc nghiệt xảy ra trên thế giới liên quan đến lửa và địa chất, chẳng hạn như nhiệt độ cao, bức xạ nhiệt, lửa phun trào, động đất mạnh. Dato Anthony Chung đã đề cập đến điều này trong video trước, rằng ngọn lửa năm nay sẽ đặc biệt cực thịnh. Ở nhiều khu vực, nhiệt độ năm nay sẽ phá vỡ kỷ lục cao nhất trong những năm trước, đặc biệt là trước năm 2027. Nhiều nơi sẽ phá vỡ kỷ lục lịch sử, chẳng hạn như tháng 4 năm nay. Thái Lan đã phá kỷ lục thế giới về nhiệt độ tăng cao. Hiện tại, nước này đang phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt. Đây là nhiệt độ cao nhất tại Thái Lan trong vòng 145 năm qua. Nhiệt độ tại Bangkok có nơi lên đến 42 độ C, trong khi cơ thể người dân còn có cảm giác hơn 50 độ C. Đây là con số kỷ lục. Nhiều khả năng hiện tượng El Nino này sẽ xuất hiện trong năm nay. Theo dự đoán của các chuyên gia, năm nay sẽ là mùa hè nóng nhất trong lịch sử trái đất. Có thể sẽ có một số người đặt câu hỏi, hiện tượng El Nino rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thực chất El Nino là một dòng hải lưu nóng, một hiện tượng tự nhiên bất thường ở Thái Bình Dương. Đặc điểm đáng chú ý của nó là nước biển ở phía đông và trung tâm xích đạo Thái Bình Dương ấm lên. Sự nóng lên này sẽ khiến dòng hải lưu mạnh của Peru yếu đi, hoặc thậm chí biến mất, mà dòng biển ấm xích đạo với nhiệt độ nước cao đang thổi về phía nam. Nhiệt độ của nước trong dòng hải lưu mạnh Peru tăng cao bất thường. Loại hải lưu im lìm và không ổn định này được gọi là dòng hải lưu ấm El Nino. Vì trong trường hợp bình thường, nước biển ở Thái Bình Dương cao ở phía tây, thấp ở phía đông, nóng ở phía tây và lạnh ở phía đông. Nhưng nếu hiện tượng El Nino xuất hiện, nhiệt độ nước ở phía đông sẽ tăng cao bất thường. Điều này sẽ dẫn đến những trận mưa xối xả liên tục ở phía trung và đông Thái Bình Dương. Lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng ở phía tây. Đó là lý do tại sao Dato Anthony Chung nói rằng đợt nắng nóng tồi tệ nhất lịch sử đã quét qua nhiều quốc gia châu Á và nó đang ở trong tình trạng bấp bênh. Nhiệt độ ở Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar đều trên 45 độ, thậm chí khiến rất nhiều người bị thương. Một số vùng ở Bắc Mỹ cũng bị lửa tấn công do cháy rừng. Cư dân sống xung quanh đám cháy không chỉ bị đe dọa tính mạng, tài sản mà ngay cả không khí cũng bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến khả năng hô hấp. Đối mặt với loại thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu diễn ra liên tục này, Dato Anthony Chung tin rằng biện pháp đối phó là chúng ta phải bảo vệ trái đất của mình, không thể để nhiệt độ tiếp tục tăng. Nếu không, thời tiết khắc nghiệt trên toàn thế giới sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Thảm họa từ môi trường sẽ là nguyên nhân cho những thảm họa kinh tế, chính trị và nhiều mặt khác của xã hội. Tất cả những điều trên thực chất là biểu hiện của sự chuyển hóa năng lượng trái đất và nó có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Do đó, việc giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu là rất cần thiết. Mọi người nên sử dụng năng lượng xanh và sạch càng nhiều càng tốt cho chuyến du lịch của mình. Những dự đoán mà nhà tiên tri Dato Anthony Chung đưa ra là kết luận từ việc tính toán xem xét những dữ liệu lớn và kiến thức siêu hình học của mình. Mong rằng đây sẽ là thông tin bổ ích cho mọi người. Liệu trước những dự báo thảm họa liên tục và trùng hợp giữa các nhà tiên tri, thì những điều này có thực sự sẽ diễn ra hay không? Và bằng cách nào chúng ta có thể tránh được hậu quả thấp nhất? Từng có một nhà sư Tây Tạng tiên đoán về sự xuất hiện của một thánh nhân vào năm Rồng, tức là năm 2024. Sự xuất hiện này sẽ là sự cứu rỗi cho những thảm họa đang xảy ra trên trái đất. Điều này có thật hay không? Hãy cùng đón xem những video tiếp theo của Tâm Linh Cuộc Sống. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.